Quý anh chị em của kênh Hoa Lan Lâm Trang hôm nay có tò mò là em Lâm Trang sẽ chia sẻ video về dòng hồ điệp thơm nào không ạ? Và sau đây sẽ là buổi chia sẻ của em. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Đầu tiên em xin bật mí đó là hôm nay em sẽ chia sẻ về dòng Belina mà các mặt bông em Trang đang sở hữu hiện tại ở cái ban công nhà em. Đầu tiên em xin chia sẻ về bạn Belina rừng của Indo. Em đã sưu tầm bạn ấy và về trồng bạn ấy từ trước Tết khoảng mấy tháng. Và bây giờ bạn ấy đã thích nghi ra rễ, ra lá mới. Và cái hai cái vòi của bạn ấy rất là may mắn là sau dịp Tết, tức là trong cái dịp mùa đông của Hà Nội, bạn ấy không bị hỏng mà bạn ấy đi vòi tiếp. Tức là nhìn thấy cái sự phát triển mới của bạn ấy là cái đầu trắng của bạn ấy, đầu vòi trắng của bạn ấy là đang phát rồi. Đó, rất là yêu, khỏe, cực yêu, mê mẩn luôn, hóng chờ cái mặt hoa của bạn ấy, bạn rừng Indo này. Kế tiếp bạn đó là một bạn Belina em trồng rất là lâu vào bảng dớn rồi. Đó, trồng thuần bảng dớn và năm nay em đã phải ốp thêm rêu. Em đã chia sẻ với quý anh chị em là bạn Belina, bạn ấy rất thích ẩm, bạn ấy ưa ẩm và khi mà để khô quá thì bạn ấy sẽ rất dễ rụng lá gốc. Cho nên là chúng ta nên cung cấp thêm rêu khi mà chúng ta trồng dớn hoặc là trồng bảng gỗ như này ạ. Bạn Belina rừng này, bạn Belina này em mang đi tưới và lúc em treo ấy, em treo lại thì em sơ ý đánh rơi, thế là bạn ấy bị gãy này, nhìn thương chưa, rất là thương. Bạn ấy đi rễ này, may quá bạn ấy không bị hỏng mà bạn ấy đi rễ lại làm mới cho em. Bạn này mặt bông rất là đẹp, em đã sâu, em đã sâu cho cả nhà cái lúc bạn ấy nở hoa năm ngoái đấy ạ. Và ở video này em sẽ add cái ảnh hoa của bạn ấy vào cho cả nhà cùng ngắm, rất là yêu. Trồng Belina thì rất là thích, hương của nó rất là đậm tóp trong các dòng thơm rồi. Cái tiếp theo đó là bạn Belina cũng là cùng với đợt cái bạn mà em trồng ở cái bảng gỗ này đấy ạ. Nhưng mà em nhấc ra em trồng vào cái chậu này, nhấc ra em trồng một cái chậu này. Và bạn này thì mặt bông khác bạn này luôn, hai bạn này mặt bông khác nhau. Belina này thì hướng cây rừng, tức là cánh nhọn ấy, cánh nhọn nó giống cây phe ấy, Belina phe ấy. Cánh nhọn cây rừng rất là thích nên em để lại bạn ấy và em trồng. Belina thì cái ấy của cái vỏ thông của nó bị hỏng cho nên em đang phục hồi lại bạn này. Bạn này thì màu hoa, cánh hoa của nó là cánh nhọn giống cây rừng ạ, rất là thơm yêu, khác với cái bạn này. Đó, em sẽ add đến phần nào, em sẽ add cái ảnh hoa cho cả nhà cùng thưởng thức. Và cái tiếp đó là bạn Belina pink phe này. Cái bạn này là bông em đã check rồi là pink phe đấy ạ, màu hồng, Belina hồng nhưng mà phe pink, rất là thơm yêu, cây rất là khỏe. Đó, có những cái bầu cây mà khi mà cây về mà cái rêu nó còn khỏe, cái rễ, bộ rễ nó khỏe như này thì em sẽ giữ nguyên và em thả em trồng, em không thay giá thể, em cứ để này 1-2 năm, khi mà cái rêu này nó kém đi rồi thì em sẽ thay giá thể sau. Thì đó là những cái cách trồng của em mà em đã chia sẻ với cả nhà trong vài cái video trước đây. Thì với cái cách trồng của em, việc thơm của em ở tại ban công nhà em. Và đó là một số mặt bông ít ỏi trong dòng Belina của em còn lại ở ban công mà em đang trồng. Em Trang xin được phép dừng video ở tại đây. Xin mời những anh chị em yêu mến dòng hồ điệp thơm nói chung hoặc là Belina nói riêng, nếu mà có những cách trồng hoặc những cái màu sắc Belina khác biệt thì xin mời hãy comment, chia sẻ để cho quý anh chị em và em Trang của kênh Hoa Lan Lâm Trang được tiếp cận với những cái màu sắc thật là đẹp và những cây lan thật là đẹp. Xin mời quý anh chị em hãy ấn follow, là đăng ký kênh để em Trang ra những video tiếp theo, những video cập nhật mới thì quý anh chị em sẽ được tiếp cận với những video mới một cách nhanh chóng. Và xin chào và xin hẹn gặp lại.